nhân viên của tổng gia đều phải biết bắn súng và bắn giỏi. Theo lệnh của đại tá, em được chỉ định huấn luyện cho chị trở thành tay súng cừ. Em bắn thử chị coi nhé. Mục tiêu số 1 là của em. Hay quá. Đó là mục tiêu bất động. Bây giờ em cho mục tiêu di động. Chị coi nhé. Quyến bắn hay quá. Bây giờ chỉ tôi bắn đi. Hôm trước em đã chỉ qua cho chị cách cầm súng và ngắm mục tiêu. Bây giờ chị có thế mà bắn. Đến lúc bắn giỏi, chị sẽ không cần ngắm nữa. Đưa súng lên là bắn trúng mục tiêu ngay. Hay quá. Chị mới bắn lần đầu mà trúng ngay chốc. Bây giờ chị bắn phát nữa coi. Quyến thấy học trò của Quyến giỏi không? Bây giờ sang phần mục tiêu di động. Muốn bắn mục tiêu di động thì phải như thế nào? Chị bắn hay quá. Hèn gì anh Luân nói... Anh Luân nói sao? Anh Luân nói đừng thấy chị nhỏ nhắn vậy mà coi thường. Chắc về võ thuật chị cũng không phải tay vừa. Vụ này Quyến đừng cho ai biết. Xem như tôi đã học bắn súng và bắn được. Bây giờ chúng ta dành thì giờ còn lại để nói chuyện. Trong phòng này thì khỏi sợ ai nghe lén. Thế nào, vụ tên an ninh quân đội bắn anh Luân tôi giao sang Quyến đi đến đâu rồi? 3 tháng trước, hắn vẫn còn ở với em. Từ khi vết thương lành hẳn, hắn xin về ở với cô em gái ở đường Kitchener. Và bây giờ hắn là đại ca của đám du đảng chợ cậu ông Lãnh, với bí danh Bảy Cầu Muối. Hắn rất cảm phục chị và chỉ mong có ngày báo đáp. Loại người như hắn khi đã cảm phục ai thì sống chết với người đó. Có thể sử dụng hắn vào nhiều việc. Biết thêm được gì về Monique và gã đầu bạc không? Hắn giao thiệp rất rộng, nhất là với bọn sĩ quan Mỹ. Nhưng điều này cũng không nói lên được gì, vì hắn chuyên mua bán đồ cổ, mà bọn Mỹ thì rất thích sưu tầm đồ cổ. Monique là bồ của gã đầu bạc, chứ không phải cháu như cô ta đã nói với anh Luân. Em đã làm quen được với tên Hoàng, cận vệ thân tín của gã đầu bạc. Đi nhậu với nó mấy lần, nhưng cũng không moi thêm được gì ngoài những điều mình đã biết. Trong nghề này cần phải kiên nhẫn, cứ bám chặt tên Hoàng. Từ nay cần gì chúng ta sẽ trao đổi tại đây và ngày tập bắn hàng tuần của tôi. Ngày mai anh Luân về phải không chị? Lâu nay ở Đà Lạt chắc anh ấy mập ra. Chị ngồi đây chào Luân nữa. Tôi ký sắc lệnh đổi tên các tỉnh, các quận. Một nước văn hiến không thể có tỉnh Bến Tre. Phủ Kiến Hòa cũ nay lấy lại. Tỉnh Bến Tre tôi đổi là Trúc Gia. Mỹ Tho không có nghĩa chi cả. Tôi dùng tên cũ là Đình Tường. Blau nghe mỏi rờ quá, tôi đổi ra Bảo Lộc. Bù Đớp cũng rứa, tôi đổi là Bố Đức. Ngày mai tôi sẽ ra lần đổi luôn xã thôn. Tống Lê Chàm nghe trái tai quá. Tống Lê Chân phải hay hơn không? Chú thầy rằng em nghĩ là những vấn đề anh nêu ra rất quan trọng. Tuy vậy chú cho sự chống đối lình cấm nhảy đầm là quan trọng hơn phải không? Một xã hội xa rời đạo lý còn chi là xã hội? Thưa anh, thưa tổng thống, chúng ta thuộc về một gia đình mà số mình gắn liền với vận mạng quốc gia. Em thấy bất kỳ việc lớn nhỏ tổng thống cũng đều nên hết sức thận trọng. Chú trầm hiểu hơn bà Nhu. Chú học rộng, thông minh, có tài. Răng lại lờ mờ quá rứa. Ngày 26 này, ban bộ hiến pháp, chủ biểu ông Nguyễn Hữu Châu cho phép dân đốt pháo 3 ngày. Em muốn hỏi anh định tiếp ai? Ngoài giáo đoàn. Mời đại biểu quốc hội, đại biểu các hiệp hội. Thưa anh, em muốn anh gặp số trí thức trẻ, nhà báo và văn nghệ sĩ. Thôi, họ hay lý sự lắm. Lúc nào cũng dân chủ, họ không hiểu rằng là dân chủ phương Đông. Ở nước ta, dân chủ từ nó hình thành trong đời sống cả ngàn năm rồi. Trong nhà có cha anh, trong họ có tộc trưởng, trong xóm làng có chức việc. Trên cao nhất cần có một minh quân, được một lương tệ phụ tá. Ông Mai Giúp Khang bên Hồi Quốc
đang học nước ta để xây dựng cơ sở dân chủ đó. Chú rất giỏi, gọi chú là nhà bác học cũng không quá. Nhưng không phải, hệ bác học tức là đã nghĩ mọi thứ chú đáo cả. Tất cả những gì xảy ra trong thời gian anh ở Đà Lạt em đã báo cáo đầy đủ. Tình hình hiện nay có vẻ sáng sủa và thuận lợi cho chúng ta. Đêm qua các đồng chí của mình đã kè đầy khẩu hiệu ở đường Pre Louis. Mấy hôm nay, ngày nào bác sĩ Tuyến cũng ra tổng nha họp với sếp em. Cũng vì để đó mà anh hẹn em ở đây. Quà của em. Anh tặng em hả? Thích quá. Quà gì vậy? Hơn cả quà nữa. Đó là một máy ghi âm cực nhỏ. Cách sử dụng đã ghi bên trong. Em phải tìm cách nào đặt máy này ở trong phòng sếp em đó. Chào chị sư lên chặt cô Dung. Cái này không hẹn mà gặp. Hân hạnh và cho phép ngồi lượt mời ông kỹ sư và người lẹp uống liếc. Cảm ơn, chúng tôi đã uống nước ở bàn kia. Vả lại cô Dung bận việc phải đi ngay. Cô Dung lại mới có quà của người yêu phải không? Bao giờ thì cô Dung và ông kỹ sư cho ngồi uống rượu lấy? Ông Lý Cai cứ đợi đi, sẽ có ngày tôi mời ông uống rượu. Còn bây giờ thì tôi xin lỗi phải đi trước. Cô Dung cứ việc đi, ngồi muốn nói chuyện với ông kỹ sư một chút. Ông chờ đây, tôi sẽ trở lại. Em hãy thận trọng với gói quà. Nó hoàn toàn tự động, chỉ chạy băng khi nào có tiếng động kích thích các mạch điện tử. Em hiểu, em sẽ chuyển băng đến cho anh sau khi thu được. Có điều... Điều gì? Anh hãy cẩn thận với tên Lý Cai. Với anh, tên Lý Cai không đáng lo bằng đường nghĩa. Tên Hoa Kiều giáo sụ này có lẽ là người của Hoa Nam tình báo cục. Mặc dù Trung Quốc đang là anh em với ta, anh vẫn nghĩ là họ đang dòm ngó mình. Họ đã làm như vậy từ hàng ngàn năm trước với giấc mộng bá quyền. Nhưng cũng như gần sống kia, mộng bá quyền càng lan rộng càng bị chìm tắt. Chúc em thành công. Em đi nhé. Mùi hết, mau lên. Đại tá vừa đi thanh tra nha cảnh sát đô thành, đại tá bảo chuyển hồ sơ này cho cô và dặn làm y theo bút phê trong đó. Cảm ơn anh. Văn phòng đại tá tổng giám đốc cảnh sát đây. Xin lỗi, ông ở đâu gọi? Dạ. Thưa phòng nghiên cứu chính trị ạ. Dạ. Thưa bác sĩ, đại tá vừa đi thanh tra nha đô thành. Đại tá có ghi lại lối 10 giờ đại tá sẽ trở về văn phòng. Dạ. Tôi sẽ thưa lại 10 giờ 30 bác sĩ sẽ đến thăm. Dạ. Chào bác sĩ.
văn phòng đại tá tổng giám đốc cảnh sát đây. Dạ, dạ, thưa đại tá, Dung đây ạ. Nãy giờ tình hình có gì không? Dạ, có bác sĩ Trần Kim Tuyến vừa gọi điện thoại đến bảo là 10 giờ 30 bác sĩ sẽ đến văn phòng thăm đại tá. Thế à? Tôi nghe nghe. Dạ. Chúng ta tạm nghỉ 15 phút. Chào ông Lương. Xin giới thiệu, đây là ông Tráng Liệt, con của ông Cường Đễ. Còn đây là kỹ sư Nguyễn Thành Luân, hiện giờ là thiếu tá trong tham mưu biệt bộ phủ tổng thống. Hân hạnh. Ông vừa gì nữa? À, ông Tráng Liệt về để nhận hài cốt ông Cường Đễ, đã nhận xong tại tòa thánh Tây Ninh, và ngày 10 tới đây sẽ làm lễ truy điệu tại tòa đô sảnh. Chúc mừng ông, xin phép. Ông Lương, ông cũng thích những vấn đề văn hóa? Tất nhiên. Người ta đồn Việt Minh khô khan, te te, nhất là quân nhân. Cô không nghĩ rằng cuộc chiến đấu của chúng tôi xét tới cùng là vì văn hóa sao? Chúng tôi chiến đấu để bảo vệ sự tồn tại Việt Nam, đó chẳng lẽ không phải là với mục đích văn hóa? Bảo vệ những cái khăn be thời xa xưa? Không, có nhiều thứ văn hóa. Vừa rồi cô giới thiệu tôi với ông Tráng Liệt, đó cũng là một thứ văn hóa. Sự phục cổ, có phải ông muốn nói vậy không? Tôi muốn nói, vì sao người ta bỗng dưng thi nhau phục cổ, nắm xương của ông Cường Đệ cũng không được yên. Ông Luân, ông là người... Xin lỗi, tôi dùng tiếng Pháp. Présent d'esprit. Ông rất présent d'esprit. Không phải. Tôi không lên trí đâu. Tôi nói như tôi nghĩ, văn hóa không nên là financial affairs. Ông định kiến về tôi, đâu phải lúc nào trước mắt tôi cũng toàn là affaire financière. Tỉ như... tỉ như với ông. Chào ông kỹ sư. Thật may mắn, ông lại sứ Hoa Kỳ muốn gặp ông, tìm mãi không thấy, ông ấy nhờ ngộ. Ông Lý Cai cũng có mặt ở đại hội văn hóa à? Cô cho rằng ngộ chỉ biết tổ chức các sòng bạc phải không? Thì đây cũng là một thứ sòng bạc. Một sòng bạc nhỏ trong một canh bạc lớn. Tôi xin phép được nói chuyện riêng với thiếu tá. Xin lỗi cô Fonfani. Cảm ơn Lý Cai. Tôi xin nhường thiếu tá cho đại sứ, và tôi chỉ chịu nhường cho đại sứ mà thôi. Cô phóng viên không đủ độ nhạy để bắt các tin quan trọng rồi. Thiếu tá Luân từ lâu đã là tù binh của một người, và với cô Tô Mách nhỏ, người thực hiện quyền lực với thiếu tá Luân là một phụ nữ Á Đông rất đẹp, nghe đâu biết bắn súng và bắn không dưới mức trung bình. Tôi biết rất rõ bài nói xuất sắc của ông cố vấn vừa rồi từ cái đầu của thiếu tá Nguyễn Thành Luân. Cảm ơn đại sứ. Phương ngôn Việt Nam có câu một cây làm chẳng nên non. Trong hòn núi ấy, nhiều nhất tôi là một cành cây. Ông Nhu và tôi hợp tác với nhau không phải mới ngày hôm qua. Người có thực tài bao giờ cũng khiêm nhường. Tướng Collins nhiều lần nói với tôi những lời đặc biệt đẹp về thiếu tá. Lại phải cảm ơn đại sứ lần nữa. Từ lâu tôi rất muốn làm quen với thiếu tá. Có lẽ tôi chưa đủ từ ngữ Việt để diễn đạt. Tôi nói như thế này. Từ lâu tôi rất muốn đánh bạn với thiếu tá. Ông đại sứ cho tôi niềm vui lớn và đột ngột. Ngoại giao là một nghề tôi chọn lầm. Tuy vậy nhờ Chúa tôi vẫn tách mình ra làm hai. Cái áo đại sứ tôi chưa trút được khi chưa có lệnh của tổng thống nước tôi. Thiếu tá cứ xem tôi khi nói chuyện với thiếu tá như không mặc chiếc áo cực khổ đó. Và thẳng thắn mà nhận, chiếc áo không chỉ cực khổ mà nó lố bịch nữa. Thế nào?
Thiếu tá thích chơi gì? Golf, cano, tennis, bơi, hydroglisser. Tôi không hỏi một bắn súng, vì với thiếu tá một bắn súng hết còn là thể thao. Kể ra tennis tạm coi như môn thể thao đối với tôi. Vậy ta thỏa thuận với nhau thế này: chiều ngày kia tại sạc nội tích 4 giờ, được chứ? Bà Rena sẽ có mặt, do đó tôi hy vọng cô Dung cùng đi với thiếu tá. Cảm ơn đại sứ. Thuở xưa tôi làm thơ sai, bây giờ tôi làm thơ tỉnh. Tại đại hội văn hóa lịch sử này, tôi xin đọc bài thơ mới nhất, Ngăn Thù. Thiên Dương dù sai hay tỉnh mà cất tiếng thì đến Lý Thái Bạch cũng phải phục bò. Bài thơ cảm tác thời cuộc, nhân việc trưng cầu dân y tuất phê bảo đại, suy tôn Ngô tổng thống. Là phiêu trưng cầu một hiện linh, đốt lò hương gửi mộng bình sinh. Từ nay trăm họ câu quan lạc, đã khúc độc giao rượu chen quỳnh. Có ngày ta trở lại cô đô, lưỡi lê sai máu ngựa Tây Hồ. Trên tầng chi sĩ bàn tay vậy, đại định giang sơn một bông cờ. Anh uống cà phê trước, em sẽ làm trứng ngay. Hôm nay chủ nhật mà anh cũng phải đi làm mà. Anh xuống Long An có việc gì thế? Tỉnh Long An phát động tuần lễ tố cộng, ông Nhu bảo anh đến tận nơi xem. Họ tổ chức ở Gò Đen. Em muốn đi với anh không? Em đi có được không? Được. Anh ăn đi cho nóng. Em làm trứng ốp la thật tuyệt vời. Anh thích nhất là trồng đỏ còn sống, mà trồng trắng là chín hết. Vậy anh nên đến đây ăn mỗi buổi sáng. Chỉ sợ nhà hàng này tính mắc quá, anh không đủ tiền trả. Em quên hỏi cuộn băng em chuyển cho anh có giúp ích được gì không? Nội dung cuộc nói chuyện của bác sĩ Tuyến với sếp của em gói gọn trong một vấn đề. Ngày mai bác sĩ Tuyến và đại tá Chiểu cùng lên sân bay Biên Hòa đáp phi cơ quân sự đi Ban Mê Thuộc. Mục đích của chuyến đi, bác sĩ Tuyến sẽ cho sếp em biết sau. Có chuyện gì xảy ra trên Ban Mê Thuộc mà bí mật thế? Theo anh biết thì hiện nay không có vấn đề giữa Ban Mê Thuộc, nhưng tháng tới trên đó sẽ tổ chức khánh thành hội chợ kinh tế cao nguyên. Hội chợ thì việc gì tổng giám đốc công an, giám đốc mật vụ phải tất tả lên trước cả tháng mà lại đi như đi trốn ấy. Thông minh như cô Thùy Dung mà không đoán ra sao? À, em biết rồi. Phải thông báo tin này thật lẹ mới được. Nhân dân Long An quyết tâm chống cộng tới cùng. Cộng sản là kẻ thù không đội trời chung với dân dân miền Nam. Chúng ta thề đập tan bọn ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản. Đồng bào hãy mạnh dạn tố cáo bọn cộng sản Nam Dung. Nhân đại hội tố cộng, dân Gò Đen mình sẽ quyết tâm quét sạch không còn một tên cộng sản nào. Còn những kẻ lầm đường lạc lối, rót dại nghe theo lời xúi dục của bọn cộng sản, nay hối cải cũng quay về với chánh nghĩa quốc gia, chính phủ sẽ khoan hồng. Đem cờ ra. Ở đây chỉ có quốc gia, không có cộng sản. Vậy ai muốn về nhà cứ đạp lên cờ cộng sản mà ra.
chôn cất cho bác chứ. Chị ở lại với tụi em được không? Nhờ anh về đi với chị, cứu bà con bữa nay, nếu không còn chết nhiều nữa. Chúng tôi phải về để còn đi Ba Mê Thuột, vì trên đó sắp có hội chợ. Hội chợ lớn lắm, và nghe đâu Tổng thống Ngô Đình Diệm sẽ lên cắt băng khánh thành. Anh làm gì mà có súng? Em là nhân viên công dân vụ Tây Ninh. Còn anh với chị? Chúng tôi dân thường. Dân thường? Sao bắn súng giỏi vậy? Tập bắn chơi rồi quen. Tôi hỏi thật anh nhé, tại sao anh dám bắn quận trưởng? Tại nó bắn thiếu vợ tôi. Anh không sợ họ bắt sao? Làm sao bắt tôi được, tôi sẽ dông vô rừng. À, anh có quen với mấy ảnh? Quen chứ. Anh gan lắm, mà bắn cỡ quận trưởng thì thật uổng, không giải quyết được gì. Anh biết miền Nam là có mấy trăm quận trưởng không? Hãy chọn chỗ nào khá hơn. Và anh cần tập bắn thêm. Làm như chúng ta có phiêu lưu không? Có lẽ không nên đặt câu hỏi với em, mà phải đặt câu hỏi chúng ta có cách nào làm khác không? Nhưng chiến lược... Khử Ngô Đình Diệm không phải là chiến lược à? Loạn thật, tôi phải tì tôi làm cụi này mới được. Muốn giành trái tim khối óc của dân mà quân trưởng lại đi bắn dân thì chỉ giành được sự oán ghét. Cảm ơn anh đã đến tận nơi quan sát. Hình như hôm nọ tại Đại hội Văn hóa, Đại sứ Rena có gặp anh. Có, ông ta chào xã giao, và sau đó có hẹn một cuộc gặp mặt thân hữu ở Sẹt Nô Tích. Bình thường thôi, người Mỹ muốn có nhiều bạn. Tôi nghĩ khi Đại sứ Rena mời tôi, không ngừng ở mức ông ta muốn có thêm một người bạn. Giả tỷ như vậy cũng không có gì nguy hiểm cho anh. Tôi không nói chuyện nguy hiểm. Tôi muốn hỏi anh, tôi có nên gặp không? Sao lại không? Rất nên. Vậy tôi tự coi cuộc gặp gỡ này là công vụ của tôi. À, anh lại hiểu lầm tôi rồi. Tôi cho rằng anh toàn quyền trong việc tiếp xúc với tư cách nào, tùy anh. Ngay với tư cách cá nhân, anh vẫn được tự do. Sự hợp tác của chúng ta đặt trên chữ tín. Tôi tin anh. Sắp tới, tôi định đi sang một chuyện ở Ba Mê Thuột. Anh thích sang bản không? Thích lắm. Hay quá, chúng ta sẽ cùng đi. Mời anh Dung. Xin lỗi, tôi phải ra tiếp khách. Cô Dung và anh Dung ngồi đây. You like this party? Chào. Xin mời. Chào. Gã đầu bạc và con bé Monique có vẻ quý anh quá nhỉ? Một sự quý trọng có mục đích. Và buổi dạ tiệc hôm nay cũng nằm trong mục đích đó. Đúng. Em hãy quan sát số khách được mời hôm nay thì rõ. Toàn những nhân vật tay to mặt lớn và những người nổi tiếng. Em đã để ý điều đó lúc vừa bước vào đây. Tỷ như đằng kia là ông thống đốc ngân hàng, diễn viên điện ảnh Quỳnh Lan và cô ca sĩ nổi tiếng Lệ Thúy.
ông bà bộ trưởng thông tin, ông bà đại tá giám đốc nha an ninh quân đội, các bà các cô trong hội phụ nữ liên đới của bà Nhu, các thương gia và những người Mỹ đáng nghi ngờ mà em chỉ biết có hai là Trung tá Shane Casey và Helen Fanfani. Hình như cô nhà báo Mỹ này cũng quý anh lắm. Cô ta nói chuyện mà mắt thì không rời anh. Không hiểu với cô này thì có mục đích gì? Xét cho cùng thì tất cả đều có mục đích. Ví dụ như chúng ta đến dự buổi tiệc hôm nay cũng có mục đích của nó. Và em đừng quên. Xin lỗi, tôi để anh Luân và cô Dung chờ nhé. Sợ dĩ lâu là vì em phải lựa chọn toàn những món anh Luân thích đó. Thế hả? Anh Luân và cô Monique cứ tự nhiên, em đến đằng kia gặp mấy người bạn. Cô Dung giận em hả? Không có đâu. Lầu 2 quẹo phải phòng số 3. Mời anh Luân. À mà cô Dung đâu rồi? Chắc đâu đó. Mời anh. Nghe Monique nói anh có một con lân bằng hồng ngọc từ đời Khang Hy phải không? Anh muốn bán hoặc đổi món khác cũng được. Tôi có rất nhiều đồ cổ. Phải nói là ngoài tôi ra không ai có được pho tượng thần mặt trời của thổ dân Inca. Để tôi dò lấy anh xem. Khoan đã. Vì thứ nhất là tôi không biết có nên đổi con lân không. Thứ hai là tôi định... Mỹ trả tôi 70.000 đô la tôi không bán. Nếu anh thích, tôi đổi ngang về. Thế nào? Để coi. Anh cho tôi suy nghĩ một giây. Được, anh cứ việc. Hỏi,
Tôi thấy thế này, anh nên cho tôi xem pho tượng Inca của anh trước. Mọi chuyện mình tính sao? Tôi cũng đã định như vậy, anh đợi tôi nhé. Lấy cho anh cái lúp. Hình em chụp tốt không? Có giúp ích gì cho anh không? Rất nhiều. Nhất là những thư trao đổi giữa gã đầu bạc và một bác sĩ người thượng tên là Imer Eban. Và đến bây giờ thì chúng ta biết rõ gã đầu bạc thuộc tổ chức nào. CIA. Có vài người nào đó đôi khi nhận xét không được thiện cảm về thiếu tá. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi không nghĩ rằng ít người như vậy. Nhiều lắm. Người ta cho tôi mưu mô một cái gì đó khi tôi nhận cấp bậc thiếu tá. Không phải mưu mô. Xin lỗi thiếu tá, mưu mô chỉ là một dự kiến. Người ta nói thiếu tá đang hoạt động kìa. Đúng, tôi đang hoạt động. Xét về một nghĩa nào đó, tôi là phần tử phiến cộng. Bởi lẽ tôi sẵn sàng lôi ra ánh sáng mọi biểu hiện xuẩn ngốc, thô bạo. Đại sứ muốn thí dụ: đốt nhà xóm chiếu, ném lựu đạn ở rạp hát, và cả về thơ nịnh hót quá phí phạm từ ngữ của một tên bồi mà nếu tôi không lầm, chính đại sứ cũng muốn xếp nó vào loại humor, một thứ anecdote rất khó ngửi. Vì những thí dụ đó, tôi chưa bao giờ tỏ ra khác ý với thiếu tá. Giữa chúng ta, tôi nói thẳng với đại sứ, người Mỹ định thay cho người Pháp ở đây sao? Người Mỹ định đem bao nhiêu quân diễn chinh sang đây? Và có định đem sang ngay trong những năm 50 này không? Tôi hiểu. Hơn thế nữa, tôi thực sự lo. Có những phương pháp khác nhau đi đến một mục đích giống nhau. Có cả những phương pháp giống nhau đi đến những mục đích khác nhau. Tôi hy vọng rằng những gì tôi ôm ấp và sẽ thực hiện với những gì mà trọng trách đặt trên vai đại sứ, mảnh đất này thuộc trường hợp thứ nhất. Hoàn toàn là như vậy. Nước Mỹ kỳ vọng ở ông Diệm, ông Nhu. Tại Việt Nam có lẽ sự ham thích bay bổng là cần thiết. Ông Diệm, ông Nhu đều thích bay bổng. Song nước Mỹ cần luôn cả những thân hữu đủ sức kềm chế đường bay kia khi nó tỏ ra không đúng hướng. Nghĩa là cần những cây kéo để xén cánh đại bàng. Không, cây kéo không biết bay. Cần những con đại bàng. Vì chỉ có đại bàng mới kềm chế nổi đại bàng. Khác chăng là đội hình bay theo một trật tự nào đó. Và trật tự của đội hình không phải là cố định. Người ta còn đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa thiếu tá và cô Thùy Dung. Có lẽ người ta thấy rằng chúng tôi chậm làm đám cưới chăng? Tôi sẽ thử thuyết phục xem. Ông thiếu tá, ông đã làm tôi say mê ông. Rất tiếc là vài tháng nữa thôi, tôi sẽ rời đây. Đại sứ Ambrose de Brown, một nhà ngoại giao kỳ cựu, sẽ thay tôi. Vị tướng Collins từng dặn tôi chăm sóc thiếu tá. Tôi cũng sẽ làm như vậy với đại sứ de Brown. Ta hãy mừng buổi nói chuyện lý thú này. C'est à Capri que je l'ai rencontré. La 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 la
nghe anh hát có gì vui thế? Vui chứ. Vì ít nhất em và anh yên tâm được. Nếu không lâu hơn thì cũng từ đây tới giữa năm, Rena cấp cho chúng ta lá bùa hộ mạng. Có thể Seiya chưa biết gì về chúng ta. Có thể chúng sử dụng các hiểu biết của chúng như sợi dây xỏ mũi. Khả năng nào nhiều hơn? Cả hai khả năng. Qua buổi nói chuyện với Rena, anh rút ra kết luận chắc chắn như vậy. Một chuyện khó nữa là quan hệ riêng giữa anh và em trước dư luận. Hay nói rõ hơn là trước bọn chúng. Thế nào là khó? Chúng ta phải thể hiện một kịch bản cho đạt. Khó là không đặt vai trong vở kịch hay không đặt vai trong cuộc sống. Đối với mọi người, em và anh yêu nhau, chỉ còn một bước nữa là làm đám cưới. Về mặt tổ chức A07 đã dự liệu, và em đã có lần báo với anh. Còn về hai đứa, danh nghĩa là người yêu hay đã cưới có gì khác nhau? Anh vẫn cảm thấy kịch bản này ác ác thế nào? Nếu anh cảm thấy không thoải mái trong vai trò, ta nên bàn lại với A07. Sao anh thở dài? Em nói có gì xúc phạm đến anh đâu. Với anh chẳng có gì phải thiệt thòi trong vở kịch này. Vì anh là đàn ông, và trong cách nhìn của xã hội đương thời nước ta, đàn ông hàm nghĩa được trừ ít ra 50% trong loại sinh hoạt riêng tư đơn thuần. Còn em là gái. Anh nói vở kịch ác ác theo tinh thần đó. Cảm ơn anh. Chẳng lẽ anh không nghĩ rằng chúng ta sẽ thắng? Khi chúng ta thắng, chỉ cần một buổi nói chuyện, cát bụi sạch ngay trên thân mình Hòn Ngọc. Chú giận anh đấy à? Nếu anh cho vở kịch ác ác ở hướng khác thì sao? Đóng kịch với kẻ thù, anh tin mình không đến nỗi tội. Nhưng trái lại, đại ca tha em cho cai hết, cai hết. Tao tưởng mày dám giỡn mặt với bảy con muối chứ. Cởi trói cho nó. Mày ở băng nào? Thưa đại ca, em ở trong băng của Hùng Đầu Bò. Thằng Hùng Đầu Bò sai mày làm vụ này, hãy tự mày. Anh Bảy, tao đi có chút việc, tụi mày khai thác nó, cần thì để thẹo trên mặt nó. Hành khách của hàng không Việt Nam đáp máy bay đi Nha Trang có thẻ lên tàu màu xanh, được mời ra cửa số 1 để lên tàu. Attention please, Air Vietnam passengers, flight to Nha Trang. Chuyến 30 thuộc đề 3 mấy giờ? 8:30. Còn sớm chán. Cảm ơn nghe bộ. Tối nay bộ hát ở đâu? Vẫn chỗ cũ, ban cảnh. Ê Tuyết, mày đi ban Mê Thuột hả? Không, ông bố tao đi. Chào cô. Ý, anh Ngân, anh đi đâu đây? Đi ban Mê Thuột. Thật không? Đùa đấy. Cho anh coi cái list hành khách đi ban Mê Thuột chút. Có gì không anh? Không không, anh muốn biết hôm nay có cô bồ nào của anh đi ban Mê Thuột không? Lè ghê hả? Làm nhanh đẹp trai lắm á. Đã lâu lắm không gặp anh Bảy, nghe nói dạo này anh nổi tiếng lắm phải không? Dạ, em cũng cố gắng kiếm sống qua ngày. Có gì đâu mà nổi tiếng. Cô cho kêu em có việc gì vậy? Có việc cần nhờ đến anh. Tôi hỏi thật, trở thành một trùm anh chị, anh có làm điều gì không tốt không?
Từ ngày được cô cứu sống và che chở, em chưa làm một điều gì trái với lương tâm cả. Bọn em kiếm tiền bằng cách bảo vệ các sòng bạc, phòng trà và snack bar. Như vậy tôi yên tâm. Việc tôi định nhờ anh là anh có thể vắng mặt ở Sài Gòn vài hôm được không? Cô muốn em đi đâu? Ban Mê Thuột. Cô định diễm sẽ lên Khánh Thành hội chợ Ban Mê Thuột. Tin chắc chắn không? Đến bây giờ tôi tin là chắc chắn. Ông nhìn thấy người đàn ông ngồi một mình ở đằng kia. Đó là Đại tá Lê Quang Tung, chỉ huy trưởng liên binh phòng vệ phụ tổng thống. Có gì khác không? Hình như có mấy nhóm muốn khử diệm trong dịp này. Ai? Chưa rõ, nhưng chắc có. Ở đây có nhiều phòng trà không chị ba? Chỉ có một cái thôi, Phúc thích không khí ở đây không? Ta phải bảo vệ ông Diệm. Tại sao lại phải bảo vệ ông Diệm? Việc của ông là phải tìm cho ra nhóm nào định ra tay để ngăn chặn họ lại. Còn tại sao phải bảo vệ ông Diệm là việc của tôi. Chừng nào ông Nhu lên đây? Ngày mai. Cẩn thận mấy cái vali của tôi nhé. Dạ. Mau lên, mau lên, mau lên. Xách vali vô. Nè, cẩn thận mấy vali đó nghe. Ông Tung, mời bác sĩ Tuyến, đại tá Triệu và ông trưởng ty công an sở tài đến. Chị nói ông có việc cần bàn, không nói gì đến tôi trong điện thoại. Dạ. Hôm nay lần đầu tôi vào ngôi biệt điện này, chắc anh cũng vậy. Sếp đặt phòng phía trái cho ông cố vấn và tôi, sếp một phòng phía phải cho ông kỹ sư. Dạ. Trước đây biệt điện do Ngự Lâm quân gác, đất này thuộc hoàng triều Cương Thổ. Lên đây tôi chợt nhớ bài thơ di chúc của vua Minh Mạng. Ông ta mong dòng họ của ông ta trị vì ít ra cũng vài chục đời. Miên hưởng ưng bụ vịt, bạo quốc đình long trường. Thế mà cơ nghiệp của dòng họ ông ta vỏn vẹn còn mỗi câu đầu. Năm đời, nếu kể luôn Gia Long Minh Mạng, được bạch, hơi mọc. Từ 1802 đến 1955. Thực ra, từ năm 1802 đến 1883. Ừ, rất mọc, 80 năm. Trình ông cố vấn, nơi đáng ngại là Buôn Hồ. Theo chỉ thị của ông cố vấn, chúng tôi đã chụp được ảnh tên cầm đầu nhóm Ra Đê và một tên đầu bạc ở Sài Gòn lên. Anh Tuyển, đây có phải là tên đầu bạc theo dõi kỹ sư luôn không? Đúng là hắn. Chúng ta không nên coi thường tên Imer Ebang này. Tôi sẽ đi sang ở Buôn Hồ. Cả ông xếp đặt, còn gì nữa không? Dạ không hiểu gì sao, Trung tướng Trần Văn Đôn cũng lên Ban Mê Thuột. Ông Đôn lên đây à? Dạ phải, Trung tướng nói là ông đi săn. Các ông cứ thế mà làm. Tôi muốn đi một vòng, ông Tung, mời ông kỹ sư luôn cùng đi với tôi. Dạ. Trung tướng Andre Đôn đang có mặt ở đây. Em mời ông ấy đến ăn trưa với chúng ta.
Anh đi về luôn một chút, sẽ về ngay. Anh thấy muốn bảo vệ hội chợ thật an toàn nên bố trí lực lượng như thế nào? Theo tôi nên đề phòng từ quả đồi kia. Nếu kẻ địch đặt một khẩu đại liên hoặc một khẩu cối thì sẽ kiềm chế hết khu vực. Anh nói đúng. Ngày mai chúng ta lên Buôn Hồ, sẽ ở lại đó vài hôm để đi săn. À, anh có thích gặp thủ lãnh nhóm người thường Lý Khai không? Hay quá, tôi nghe nói nhưng chưa gặp họ lần nào. Tôi và anh sẽ gặp. Tôi muốn nghe nhận xét của anh về họ. Hình như đêm nay ở biệt điện có bạn. Không phải việc của tôi, và chắc cũng không phải việc mà nữa. Nhà tôi càng đáng hết. Đây làm gì? Cũng như chồng em, anh lên đây đi săn. Khác là chồng em săn rú rừng, còn anh thì săn em. Đứng im, giơ tay lên. Bỏ tay xuống, quay mặt lại. Anh làm em hết hồn. Em cứ tưởng chuyến này xong rồi chứ. Anh còn nhớ em không? Anh lên đây bao giờ? Và tại sao theo dõi tôi? Em lên đây cả tuần rồi. Em cần anh giúp em một việc. Sẽ tính sao? Khả năng tôi có giúp được gì không? Ở đây nói chuyện không tiện. Anh biết chỗ nào cà phê ngon, mình tới đó đi. Cà phê 30 thuộc thì anh khỏi chê. Anh theo em. Thầy Na. Thưa, nơi gặp là một buôn không xa quốc lộ 14. Đã nãy tôi ghé kỹ chưa? Thưa, Bộ Tư lệnh đã dùng nguyên 3 tiểu đoàn bộ binh, 1 tiểu đoàn thiết giáp, có máy bay trinh sát. Lùng sục hơn tuần lễ nay, quanh buôn, từng lùm cây đều được thám sát. Tốt, bắt đầu đi. Trung tá Trem kia gì đâu? Tôi đây.
Tôi thấy cỡ voi còn khó hơn cỡ ngựa chăn bò. Wow. Tôi đọc khá nhiều sách phiêu lưu, nhưng đây là lần thứ nhất trong đời tôi phiêu lưu thật sự. Không phiêu lưu lắm đâu. Đi với James Casey thì mọi sự coi như yên ổn. Thằng Long gọi Bạch Hổ nghe rõ trả lời. Chưa chắc ta có thể gặp một con treo. Thôi, sau này tôi và anh sẽ đi săn thật sự. Bây giờ chính anh đang đi săn thật sự. Chỉ có điều anh không săn thú rừng. Anh không cho đó cũng là thú rừng sao? Speak English? No? You don't like me? Okay, would you try this again? Also, you don't like it. Tôi xin giới thiệu với ông Ê Băng, những người cùng đi với tôi. Đại tá Phạm Xuân Chiều, Tổng Giám đốc Công an Cảnh sát. Chắc ông đã nghe tiếng. Hơn cả nghe tiếng. Tôi từng mạn phép giữ có lẽ cũng đến vài ba chục người của ông đại tá. Từ Sài Gòn lên đây dòm ngó. Xong họ vẫn bình yên. Còn đây, bác sĩ Tuyến. Tôi quá quen với bác sĩ. Lần này chúng ta gặp nhau là lần thứ 6 phải không bác sĩ? Lần thứ 7. À, ông kể luôn lần chúng ta bị các cô Đà Lạt bao vây. Nhưng lần đó chúng ta hoàn toàn không nói chuyện chính trị. Và đây, thiếu tá Nguyễn Thành Luân, sĩ quan trong tham mưu biệt bộ của Tổng thống. Tôi nghe tiếng ông kỹ sư. Enchanté. Đây là Ê Băng. Tôi là Y Mơ Ê Băng. Ê Băng chỉ là họ. Chúng tôi theo mẫu hệ. Ê Băng là họ mẹ tôi. Xin mời. Xin lỗi. Tôi giới thiệu chưa hết. Bác sĩ Y Mơ Ê Băng, chủ tịch một nhóm người thường ly khai. Xin lỗi ông Nhu. Tôi là chủ tịch mặt trận thống nhất giải phóng các sắc tộc bị áp bức. Front Unifié de Libération des Races Opprimées, gọi tắt là FUNRO. Tôi hiểu. FUNRO là con thừa kế của Ủy ban tự trị xứ Tây Kỳ. Ông lầm rồi. Chúng tôi chẳng dính dáng gì đến các ủy ban đó. Có thể như vậy. Capitaine Ymer A. Băng ngày nay không còn do đại tá Pun Lot trả tiền. Không sao. Ta không đi vào các chi tiết đó. Bác sĩ Y Mơ Ê Băng đã rõ. Đến nay, các thế lực chống lại chế độ Cộng hòa và Tổng thống đều bị quét sạch. Bị quét sạch? Bằng phương pháp không sạch lắm. Tỉ như dùng Nguyễn Ngọc Thơ làm cò mồi dụ hàng tướng Lê Quang Vinh, rồi nuốt lời hứa sát hại ông ấy. Bác sĩ đã bị những nguồn tin thiếu trung thực bao vây. Và các ông, một lần nữa, định triển lãm cái đầu của Ymer Ê Băng này. Các ông mở hẳn một cuộc hành quân với đủ cả bộ binh, thiết giáp, không quân. Gọi rằng thương lượng hòa bình mà như vậy. Nhưng Ymer Ê Băng này không phải là kẻ yếu bóng vía. Tôi thiết tha đàm phán. Tôi không muốn đổ máu. Cho nên tôi ra lệnh quân tôi tránh tất cả các động độ. Mặc dù ba tiểu đoàn của các ông đang nằm trong tầm súng của chúng tôi.
ngay trong cái buôn này. Nếu tại đây bây giờ ông Nhu hiểu được rằng Y Mơ Ê Băng là hạng người không dễ lung lạc bằng vũ lực thì ông còn đủ thời giờ rút lui. Tôi lấy danh dự cam đoan với ông, các ông được an toàn rời nơi đây và chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa. Xin phép ông Y Mơ Ê Băng. Chắc ông kỹ sư không thích rượu này bằng whisky hay có nhắc. Mời các ông. Ông Y Mơi Bằng, ngoài yêu sách giữ chức tỉnh trưởng Đắk Lắk, ông còn yêu sách nào khác không? Tôi không tranh đấu cho riêng tôi, riêng người Ra Đê. Tôi tranh đấu cho tất cả các sắc tộc Tây Nguyên, Mana, Mơ Nông, Gia Rai và vân vân. Thế ông Quỳnh Thiếu Tá có xem ở Nam Giang rồi sao? Hả? Viên Thiếu Tá trưởng phòng tình báo chính phủ Hoàng gia Cao Miên đã dành cho các ông một sự yểm trợ hào phóng: súng, đạn, lương thực, quân trang, thuốc men, đô la và một vùng biên giới bỏ ngỏ mà các ông có thể từ Mondon Kiri thọc vào Tây Nguyên. Thiếu Tá có xem không vô tư đứng sau lưng các ông. Ông ta mở một vương quốc Islam, vương tận miền Ninh Bình Thuận của Việt Nam. Mà ông ta là một quốc vương, hoặc là một cái gì na ná. Nhưng tôi không theo đạo Islam. Tôi thay mặt cho nguyện vọng của các sắc tộc Tây Nguyên. Ông cô xem và các ông nữa, các ông theo đuổi những cái bóng. Chỉ có điều cái bóng của ông cô xem trùm lên đầu ông Ê Băng. Ông theo đạo Tin Lành, tôi biết. Và ông Diệm, ông Nhu theo đạo Thiên Chúa La Mã. Các ông đưa người di cư Thiên Chúa lập các dinh điền ở Tây Nguyên. Chính các ông cũng theo đuổi cái bóng của mình. Vấn đề không có gì bí hiểm. Tôi chỉ muốn nhắc ông, hậu thuẫn của ông mong manh lắm. Chưa chắc. Rồi ông sẽ hối hận. Ông là một người chống cộng khét tiếng. Tôi sẽ chống cộng tới cùng. Tôi tin điều đó. Tuy nhiên tôi không tin ở biện pháp của ông. Hình như mối quan hệ giữa ông và người Tây Nguyên, ngoài họng súng và các khẩu hiệu chính trị mơ hồ, mục đích chính là kích động ý thức chống người Việt. Ước vọng của ông cô xem rất lớn, nhưng ông ta chỉ là một tham mưu phó, một thiếu tá. Trên ông ta còn trung tá Umswood, trên nữa còn tướng Thiêu Long và còn Sihanouk. Liệu rằng trước khi trở thành quốc vương, ông cô xem có thể xóa bỏ hết chừng đó bên trên không? Ông là người học thức, chắc ông nhớ câu phương ngôn Latin: Abisus abisum vocat, việc thắm gọi việc thắm. Tôi đến đây vì thiền chỉ. Đối thoại bằng bạo lực là chuyện không khó, nhưng tôi không muốn vậy. Chúng ta hãy dành thời gian cho việc khác. Tôi hy vọng gặp ông một lần nữa ở Ba Mươi Thuộc. Hãy còn sớm, mời các ông cùng đến dự lễ với chúng tôi. Lễ gì vậy? Lễ cúng vàng. Thank you.
cả bài vạn bài domino, cả bàn bài sao động khi một quân bài cửa mình. Cái quyết định là những chủ bài. Đúng vậy, nhưng đâu là chủ bài? Thank you.
Đem thằng khốn kiếp cho bắn ngay đi. Bắn ngay, phải dằn mặt bằng cộng sản năm vùng mới được. Con thầy thế nào? Tên Phúc đã khai, hắn do Hoàng Lệ Kha và năm sếp tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức. Con đã đọc kỹ biên bản hỏi cung, thật là hợp lý đến mức cao nhất. Nhưng cả hai tên chủ mưu đều sống bất hợp pháp, làm cách nào bắt được chúng? Hơn nữa, vì sao tên Phúc lại khai dễ dàng như vậy? Vì tra tấn à? Với những kẻ gan lì như hắn thì tra tấn có nghĩa lý gì? Phải chăng hắn đã sửa soạn một lời khai trước, hoặc ai đó đã móm cho hắn khai, đổ mọi thứ vào cái bóng vô hình, chập chờn, thì có gì là khó? Cháu có thể nói rõ hơn được không? Nếu quả Phúc là việc cộng, cháu thấy ta có thể thở phào. Cần bố trí chặt chẽ hơn, trò đánh lớn này khó tái diễn. Nếu là người của các giáo phái, chưa đã ngại lắm. Deuxième bureau, nguy hiểm tăng hơn đôi chút, nhưng chưa phải là điều ta lo. Cháu loại trừ khả năng này, dù cho tướng Đôn xuất hiện trên ban mỹ thuật đúng lúc đó. Trung tướng Đôn chắc không liên can tới vụ này. Hay luôn nghĩ đến CIA hoặc nhóm IMEI băng. Không có một giả thuyết nào phi lý cả. Em để anh luôn nói. Tôi bắt đầu hiểu ý anh. Có phải anh cho mối nguy còn hơn cả CIA không? Anh Như đoán đúng. Nói cho cùng, điểm xuất phát có thể là CIA. Nhưng CIA thông qua con đường nào? Tướng lãnh, nhân viên cao cấp của ta ám sát tổng thống để làm gì? Loại một người cầm đầu chính phủ miền Nam đang chống cộng, chỉ vậy thôi sao? Loại một người để thay chân, khả năng này có không? Đó là những nghi vấn cần phải nêu ra. Và chừng nào những nghi vấn trên chưa được giải đáp thì bắn Phúc là giúp cho màn bí mật càng phủ kín thêm trên vụ ban mỹ thuật. Nghĩa là chúng ta sẽ phải tiếp tục đánh trong tư thế bị bịt mắt. Tôi tán thành anh luôn. Tôi có một đề nghị. Anh luôn đích thân điều tra tên Phúc. Phải đó. Tôi không từ chối bất kỳ cái khó nào. Vì ngoài chuyện ám sát một nguyên thủ quốc gia, đối với tôi, tổng thống còn là người trong gia đình. Nhưng tiện hơn hết, anh Nhu nên giao cho một người nào có kinh nghiệm. Tôi sẽ căn cứ vào bước tiến triển, xin ý kiến tổng thống, anh cố vấn, gia đình ta. Cố gắng làm sáng tỏ. Vụ này có khía cạnh chuyên môn của nó, mà thứ thật tôi quá dốt. Ừ, nói như chậu luân cũng đúng. Đừng ở ngoài nó sáng nước như đánh cờ tượng vậy. Tôi suy nghĩ thêm rồi bàn với anh. Sáng mai tôi muốn anh với tôi gặp tên Phúc. Được, tôi cũng muốn biết tên này. Tôi nghĩ là anh nên ra lệnh bỏ nhục hình đi. Đã ra lệnh rồi. Lễ mừng tổng thống thoát nạn, lễ tạ ơn thánh bổn mạng đã xong. Sắp tới theo ý của chị cả, nhân dịp tổng thống kinh lý thừa thiên trùng hợp với ngày giỗ anh cả Ngô Đình Khôi, gia đình ta nên về đủ mặt. Tôi có dặn vợ chồng Trần Trung Dung. Tôi nghĩ anh Luân và cô Thùy Dung nên trình diện một lần, kẻo các chị trách. Chú Cẩn cũng muốn gặp anh Luân. Đức cha cho chúng tôi hay ông bà đã định ngày đám cưới, xin chúc mừng trước. Trong gia đình ai cũng chờ ngày này. Đám cưới của nó mà hóa ra rắc rối to. Tôi định làm ở Vĩnh Long, Thiểm Nhu muốn ở Sài Gòn, chị Khôi, chị Cà Lệ và chú Cận lại muốn làm ở Huế. Thôi, để gặp đông đủ rồi tính luôn. Trong trường hợp cần, khẩu Browning này đắc dụng hơn khẩu P38. Phải chăng anh cảm thấy có cái gì không ổn? Mọi thận trọng đều có ích. Như muốn xác định những điều hắn còn nghi bằng cách trực tiếp chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa anh và Phúc. Nhưng mà biên bản khai thác Phúc không điểm nào khiến chúng có thể nghi ngờ anh. Em chú ý, Phúc giấu cả cha lẫn mẹ, vợ và quê quán. Đúng,
Nhưng nếu như bản thân biên bản là một sáng tác của Nhu, còn sự thật lại là ở cuộc gặp mặt sáng nay thì sao? Ngày của chúng ta anh dùng chữ không chính xác. Trách nhiệm của chúng ta nói theo thành ngữ Pháp, l'art du possible, nghệ thuật của cái có thể. Em tỉnh táo theo dõi, nếu có gì bất thường thì em theo kế hoạch đã bàn rút lui ngay. Gần tới giờ rồi, anh đi đây. Nói vậy chứ cũng có khả năng mọi sự trót lọt. Anh không bắt tay em à? Xin lỗi, anh quên mất phép xã giao. Anh ngồi đi. Những chỗ đau của anh này đã đỡ chưa? Còn đau. Đây là ông cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu, bào đệ của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Còn đây là thiếu tá tham mưu biệt bộ phụ Tổng thống Nguyễn Thành Luân. Thiếu tá Nguyễn Thành Luân trước đây đi kháng chiến làm trung đoàn phó. Tôi rất khâm phục anh, dù cho hành động của anh khiến tôi căm giận. Anh đã cố gắng ám sát Tổng thống thì anh cũng nên cố gắng khai sự thật. Ai phái lên băng bị thuộc? Tôi đã trả lời cả chục lần rồi, tỉnh ủy Tây Ninh. Tôi không tin. Vì sao tỉnh ủy Tây Ninh biết trước được Tổng thống sẽ khai mạc hội chợ? Ông gặp tỉnh ủy mà hỏi. Tất nhiên, nếu tôi hân hạnh gặp tỉnh ủy thì tôi còn hỏi làm gì. Và nếu ông còn tiếp tục hỏi, không chừng tôi nói chính ông báo cho tôi biết tin đó. Đúng rồi, đại loại tôi muốn biết ai trong chúng tôi. Thật đơn giản, chỉ có người trong chúng tôi mới biết trước tin đó. Thưa thiếu tá, có điện thoại ở tòa đại sứ Mỹ gọi. Cáo qua thình đốn cũng quan tâm đến anh đó. Alo. Vâng, tôi đây. Đại sứ Đài Nam muốn mời tôi hả? Tôi sẽ gặp chiều nay. Được. Đại sứ Đài Nam hỏi thăm anh. Ông ta hẹn chiều nay gặp tôi và muốn làm quen với anh Phúc đây. Làm quen với Phúc à? Anh Phúc, tôi tin anh là người có lý tưởng. Xin anh cứ giữ lý tưởng của anh. Tôi cũng tạm tin là anh đã chấp hành lệnh của tỉnh ủy Tây Ninh. Nhưng tôi muốn biết bàn tay trong nào của chúng tôi đã liên lạc với tỉnh ủy. Cái mà chúng tôi muốn biết là chuyện đó, chuyện nội bộ của chúng tôi. Chúng tôi cũng không đòi anh phải khai ngay. Anh cứ về phòng mà suy nghĩ. Anh khỏi khai cơ sở của các anh, khỏi khai nơi nào tỉnh ủy đóng, ai là tỉnh ủy viên. Tôi nhắc lại, chúng tôi chỉ muốn biết một điều: ai, tướng hay tá, bộ trưởng, tỉnh trưởng hay quận trưởng trong chúng tôi đã làm việc cho các anh. Chỉ có vậy thôi. Còn anh gan lắm. Anh nhớ kỹ lời của thiếu tá. Như vậy đó. Cái trò gọi điện thoại nữa chừng do em Phát Vinh kể ra cũng hay đó. Em suy tính mãi, anh đi rồi em bỗng nhớ đến lá bùa hộ mạng mà anh nói. Em gọi cho tòa đại sứ, đại khái bảo rằng anh cần gặp đại sứ Rena đáng lẽ sáng nay. Xong anh bận đi cùng ông Nhu đến tổng ủy tình báo điều tra vụ Ba Mê Thuột trực tiếp với hung thủ. Em đánh tiếng như vậy để công khai hóa với Mỹ việc anh cùng đi với Nhu. Rồi em gọi điện thoại đến cho anh. Em có tỏ vẻ hoảng hốt với người Mỹ không? Đời nào em xin nói chuyện với bà Rena mà em biết là không có mặt ở tòa đại sứ. Nhân đó em chào ông đại sứ. Tất nhiên là ông ta hỏi anh, em nói luôn. Em thật thông minh, phải thưởng em mới được. À, Phúc cười lắm. Chính Phúc đã góp công làm cho vở kịch hoàn hảo. Dân tộc ta, đảng ta đã tạo ra những bậc anh hùng thật kỳ diệu. Những điều bảy cầu mối thu thập ở Ba Mê Thuột có giúp ích được gì cho anh trong vụ gặp bác sĩ Imre Băng sắp tới không? Rất nhiều. Dù như nhờ anh đi làm sứ thần mà thành công thì thật có lợi cho ta. Anh sẽ gặp Ê Băng ở đâu? Ba Mê Thuột hay Buôn Hồ? Buôn Hồ. Buôn Hồ, tin này chắc chứ? Ông quên là tôi vẫn làm việc cho Ngô Đình Nhu và rất được tin cậy à. Phải tính gấp vụ này.
Ông biết chừng nào y lên đó không? Hiện y đang ở Nha Trang. Ngày mai y về Sài Gòn. Ngày mốt y đáp máy bay đi Ba Mươi Thuột. Mang cho ông Lý Gai một chén sủi cảo. Ông cứ tự nhiên với món sụt cạp. Tôi phải làm một điếu mới tính kê được. Thì ra cô gái tiêm thuốc cho Đường Nghĩa là người của A07. Rất may là mình biết trước âm mưu của Hoa Nam tình báo cục, nên anh cho bảy có muối theo dõi và hạ tên định ám sát anh. Nếu không thì... Không thì cũng không sao. Vì kế hoạch của Đường Nghĩa không phải để ám sát anh. Nếu đúng vào lúc tên Thượng bóp cò mà bảy có muối không hạ nó, thì cũng có một kẻ nắp ở đâu đó hạ nó. Mục đích chính là để đổ hết trách nhiệm cho Y Mơ Ê Băng, và do đó phá vỡ cuộc thân thiết giữa Nhu và nhóm Phun Rồ. Và anh đã tương kế tiểu kế cho bảy cầu muối hạ nó như Đường Nghĩa mong muốn. Đúng. Và cũng nhờ vụ đó mà công tác Nhu giao cho anh đã hoàn thành một cách rất thuận lợi cho ta. Y Mơ Ê Băng có biết vụ này không? Đó chính là điều anh vừa nói với em. Thôi em vào sửa soạn để mai còn đi sớm. Đi đâu? Đi trình diện cô dâu chú rể. Và nơi trình diện là Quế. Con xin chào ông cố vấn chỉ đạo. À, chào ông tình trưởng Đình Tường. Mùa màng năm nay ra răng ông tình trưởng. Dạ, tình đậu. Tỉnh chúng con năm nay được mùa. Theo ông kỹ sư thì phát súng mi mát trên Ba Mươi Thuột là ngẫu nhiên hay là dấu hiệu báo trước? Tùy theo cách hiểu của mỗi người. Nếu người bắn ông Diệm là cộng sản, nó chứng tỏ cộng sản là một cái gì không đơn giản ở miền Nam. Nếu người bắn là nhân viên của chế độ Cộng Hòa, vấn đề rắc rối hơn trăm lần. Và nếu người bắn nhận mệnh lệnh từ tòa đại sứ Mỹ, tình thế không biết đo lường bằng cái gì. Tôi không tin đại sứ Hơi Na hành động như vậy. Tôi mong lòng tin của cô có cơ sở. Người Mỹ hình như bắt đầu chăm sóc tổng thống nước tôi cẩn thận hơn trước nhiều. Bằng chứng là nhà báo Fanfani chịu khó sang tin, sang ảnh, dù cho đó là buổi họp mặt đơn thuần gia đình tổng thống. Buổi họp mặt đơn thuần gia đình mà các bộ trưởng, tỉnh trưởng, các tướng tư lệnh dùng đều phải về dự với một núi quà biếu.
Thưa đức cha, xin đức cha cho một phút. Có phải ngôi thánh đường Phú Cam đồ sộ là do các thương gia tài trợ không? Không phải, đó là những người hảo tâm, họ là giáo dân. Theo các tin tức thì đức cha đã gửi thiệp mời các nhà buôn ở Huế đến dự một bữa tiệc. Giá mỗi thiệp là 5.000 đồng. Tôi nói với bà là không phải. Nhớ ghi rõ là có trung tướng tôi làm dùng bốn chiến thuật nhé. Bài toán đã thêm số mới, thời cuộc có vẻ khẩn trương lắm rồi. Tổng thống Phi Luật Tân mắc say say trên đường kinh lý đảo Cuba trở về, máy bay đâm vào núi nổ tung. Một dấu hiệu sẽ còn nhiều dấu hiệu. Ở ta mọi cái tùy thuộc, không phải ở Washington hay phủ tổng thống Sài Gòn. Tin tức cho biết các nhóm vũ trang mang nhiều tên khác nhau bắt đầu xuất hiện ở U Minh, Đồng Tháp, rừng miền Đông. Vậy mà người ta vẫn cố bám víu cái ảo tưởng. Diêm Sơn gọi Hải Dương Tinh, Hoàng Diêm Sơn gọi Hải Dương Tinh, nghe rõ trả lời. Hải Dương Tinh đâu? Hải Dương Tinh đâu? Hoàng Diêm Sơn gọi, nghe rõ trả lời. Hải Dương Tinh, Hải Dương Tinh đâu? Hoàng Diêm Sơn gọi, nghe rõ trả lời. Hải Dương Tinh, Hải Dương Tinh, Hải Dương Tinh, nghe rõ trả lời. Hải Dương Tinh. Hay là anh đứng nghe một chút. Mặc kệ nó, thằng đại quý quân trưởng dầu tiên. Hải Dương Tinh đâu? Hải Dương Tinh đâu? Hải Dương Sơn gọi, nghe rõ trả lời. Hải Dương Tinh đâu? Hải Dương Tinh đâu? Hải Dương Sơn gọi, nghe rõ trả lời. Hải Dương Tinh đây, đã khuya rồi mà Hải Dương Sơn vẫn còn đốt pháo hả? Lễ lọc gì vậy? Tôi quý vị hả? Đại quý Tình đây, việc động chiếm dinh quận, chiếm ty công an, phá tù, chiếm kho bạc đang hướng về đồn bảo an. Bảo nghe với trung tá xin tiếp viện gấp, nghe rõ trả lời. Hải Dương Tinh nghe rồi, đợi một chút. Bao nhiêu việc cộng? Cả mấy ngàn đồng dự kiến. Alo, biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn gọi, không để cho trung tá ngủ. À, Trung Quý Di hả? Hoàng tử của lòng em, bữa nay sao anh gan quá vậy? Cái gì? Việt Cộng đánh dầu tiếng hả? Tưởng ai chứ BC đánh mà gọi trung tá thì bằng suối BC đánh găng hơn. Anh ác lắm, bộ muốn thay trung tá hay sao mà biểu trung tá tiếp diện. Nè, ngày mai trong giờ làm việc, chỗ cũ em bắt đền anh đó, nhớ nghe cưng. Hoa Diệm Sơn, Hải Dương Tinh gọi, nghe rõ không trả lời. Hoa Diệm Sơn nghe Hải Dương Tinh 5/5, sao, có tiếp viện không? Yên chí đi, có tiếp viện ngay. Cảm ơn trung quý, bằng trực thăng hả? Đúng, over. Sao anh nó nói với dầu tiếng? Chứ nói thật, nó bỏ đồn chạy, ngày mai họ đổ tội lên đầu anh. Trung tá ngủ, không gọi dậy được. Còn bà trung tá thì... Thì sao?
Chào bác. Chào ông. Vì sao nhà mình mang bảng đen vậy bác? Ông là quan quyền, ông hỏi giả bộ tôi làm chi? Cháu hỏi thiệt mà. Ông hỏi ông quận trưởng á, chính tay ông ấy đóng cái bảng đen á. Bác sợ tụi mình bắt gà? Bác muốn đuổi thiếu tá đấy. Nè, tôi nói cho bà nghe, trong vụ đánh dầu tiếng á, không có ông nhà tôi với thằng nhỏ dính vô đâu. Hễ động tĩnh là các ông lò mò tới rồi. À mà chừng nào tôi phải tập trung để lên quận đây cho hay, để tôi còn đi gửi mấy con gà, mấy con chó cho hàng thốt nữa chứ. Bộ bác trai với anh ở nhà trước kia đi kháng chiến. Phải biết vậy, tôi đã không cản họ đi kháng chiến. Tập kết cái cho nó khỏe. Không tập kết vô đường ở cũng sướng thần. Vậy sao nhà bác bị vô sổ bìa đen? Tôi đã biểu mấy ông tìm ông quận trưởng mà hỏi. Cặp bò của tôi, bò u, lọt vô mắt vợ bé của ông quận. Bà vợ bé ở xóm dứa, chứ không phải bà ở suối trong hay bà ở bến củi. Bà đòi mua rẻ, tôi không bán. Ông quận đóng tấm bản đôi lên, rồi lấy không đôi bò. Đâu phải có mỗi nhà tôi, cả làng đều cộng sản hết mà. Tụi tôi phải là cộng sản thì quận trưởng mới cất nhà lầu được chứ, mới dỡ bẫy, dỡ bồi được chứ. Did you have an appointment with the major? Yes, certainly. Your ID card, please. Okay, you can come in. Floor 3, room 8. Thank you. Hello, beautiful. Where you come from? Major Stewart. Oh, so you are early. What's your name? Rosie. Okay, Charles. Give her ID card. Here you are. Thank you. Everybody moving. Hurry up. Hey,
Anh thấy đó, tình hình có thể nói là xấu. Vụ đường Trần Hưng Đạo, 11 quân nhân Mỹ chết, 20 bị thương, nghĩa là tất cả trên chiếc xe buýt. Vụ chợ An Đông, con số càng kinh khủng hơn, 32 chết tại trận, 16 bị thương. Bày bà nhất là các vụ nổ đúng vào ngày khai mạc hội nghị kế hoạch Colombo. Vụ sập cầu Thị Nghè ngay lúc Thái tử Maroc viếng thăm thiền chỉ Việt Nam. Vẫn chưa hết, đầu năm nay hỏa hoạn liên miên, 2.500 ngôi nhà khu định cư Gia Kiệm cháy rụi, rồi mấy trăm nhà ở Thị Nghè. Thêm vào đó, vụ Hoàng Văn Đáp từ thiêu để phản đối cảnh sát. Đây là một khiêu khích chính trị. Còng tất cả lại giống như một dàn nhạc do một nhạc trưởng điều khiển. Nếu anh nhớ bài báo của Nghiêm Xuân Phiền đăng trên tờ Thời Luận tuyên cáo thành lập Đảng Dân Chủ của Hoàng Cơ Thủy và Phan Quang Đảng, dư luận về tôi và nhà tôi buôn lậu, thì bạn Đại Hợp Sướng có đủ cung bậc. Theo anh, ai là nhạc trưởng? Tôi nghĩ là anh thừa biết. Tình hình an ninh quá tồi, Tổng thống đã bổ nhiệm tướng Nguyễn Văn La làm Tổng giám đốc cảnh sát. Tôi đi kiểm tra dầu tiếng theo lệnh của anh, và tôi xin kết luận như thế này: tình hình sẽ còn xấu hơn nếu ta không chấn chỉnh nội bộ và sửa cách cai trị ở hạ tầng. Đúng vậy, người Mỹ nhạy cảm lắm, e rằng họ đang sửa soạn một cuộc tính sổ. Việt Cộng sẽ chớp cơ hội nền cho ta vài đòn đau hơn dầu tiếng, thúc đẩy người Mỹ tính sổ gấp. Giữa lúc rối ren này, nhà tôi lại đổ thêm dầu vào lửa. Các ông đàn ông thật hèn, tùy tiện bỏ vợ, tùy tiện cưới vợ bé. Tôi đề nghị Quốc hội thông qua dự luật gia đình để ngăn chặn kiểu sống ích kỷ của đàn ông. Dược sĩ chủ tịch, mong dược sĩ nêu gương trước. Hoặc Quốc hội thông qua luật một vợ một chồng, hoặc là để cho nó phù hợp với đạo lý ông ăn trả bà ăn em. Thông qua luật bình đẳng, đàn ông được ngủ với nhiều đàn bà, và đàn bà cũng được ngủ với nhiều đàn ông. Bà dân biểu Ngô Đình Nhu chắc sẽ hoan nghênh lắm. Tôi can mà nhà tôi không nghe. Ai cũng biết chị ruột nhà tôi với anh Nguyễn Hữu Châu lục đục, anh Châu đòi ly dị. Người ta nói nhà tôi vì việc riêng mà bắt Quốc hội thông qua một đạo luật vỡ vẩn trong lúc này. Tôi không cho dự luật gia đình của chị làm cho tình hình rối ren thêm, mà có khi nó lại làm dịu đi đôi chút là khác. Anh đừng đùa, luật sư Nguyễn Hữu Châu vừa từ chức bộ trưởng phụ tổng thống rồi đó. Vậy à? Theo tin tình báo, có từ 3 đến 5 tiểu đoàn cộng sản xưng danh là lực lượng vũ trang tự vệ Đông Nam Bộ hoạt động phía Bắc Sài Gòn, cửa ngõ của thủ đô. Đó là số quân mà cộng sản để lại sau khi tập kết, tuyển mộ thêm từ gia đình kháng chiến, kết hợp số bình xuyên của Bảy Môn với số cao đài của Huỳnh Thanh Mừng. Đây là vùng hoạt động của C-60, vùng Cà Tung giáp biên giới Cao Miên. Đây của C-70, vùng Bắc núi Bà Đen. Đây của C-80, vùng Dầu Tiếng Minh Thành. Đây của C-90, vùng Bến Cát Quảng Lợi. Và đây của C-100, vùng Củ Chi Trảng Bàng. Hiện nay cả con đường này gần như hoàn toàn không thể đi lại ban đêm. Bến Cát Hớn Quảng, Bến Cát Dầu Tiếng, Dầu Tiếng Minh Thành, suối Cát Cà Tung, Tây Ninh Sa Mạc, Trạng Bạc Sốc Lào, đi lại ban ngày cũng nguy hiểm. Tôi cho công binh ủi một con lồ từ Lục Ninh sang tận đầu nguồn sông Hầm Cỏ sát biên giới. Sẽ có một hệ thống cứ điểm mạnh phía sau vùng căn cứ của cộng sản: Tổng Lê Chân, Sóc Công Trăng, Bổ Túc, Cà Tung, Sa Mạc, Tà Mốt. Song song với con lồ này, trịch về phía nam chừng 10 cái số, tôi cho ủi một con lồ nữa từ Minh Thành qua Cần Đăng. Giữa hai con lồ là hàng chục lồ ngang các khu vực thành bằng cờ. Tổng ủy Dinh Điền chốt dân cả con lồ đó thành các điểm dân cư chuyên sống bằng nghề rừng, xẻ gỗ, hầm than. Trong tương lai,
tôi sẽ cho trồng vài ngàn mẫu cao su. Một ý đồ vĩ đại. Đúng, và anh là người mở đầu. Tôi định đề cử anh làm tư lệnh hành quân một chiến dịch mới, kiêm chỉ huy trưởng tỉnh đoàn bảo an Bình Dương. Tôi bằng lòng nhận công việc anh giao, với điều kiện chính tôi chịu trách nhiệm thảo kế hoạch và điều khiển kế hoạch trên cơ sở tham khảo ý kiến của anh. Tôi muốn thực hiện một trách nhiệm xây dựng lực lượng dân phòng. Tôi đã từng nghĩ tới điều anh nói. Tôi hoàn toàn ủng hộ anh. Sẽ có đụng chạm đấy, tôi cần nói trước. Anh lôi cổ mấy thằng bê bối ra bắn chứ gì? Đó chỉ là một phần. Có thể tôi sẽ thay đổi một số cấp chỉ huy, kể cả quân sự lẫn dân sự. Chỉ sợ có người khóc lóc với anh chị, anh chị mũi lòng can thiệp vào khó cho tôi. Anh yên tâm, quyết định của Tổng thống sẽ ghi rõ. Anh được toàn quyền hành động. Anh định bao giờ thì bắt tay? Cho tôi một tuần, vì tôi còn phải cho bản tango số 3 cất tiếng. À, tôi nhớ rồi, bản tango số 3 trôi chạy chứ. Có hy vọng. Tôi và thiếu tá James Casey xem xét nhiều góc cạnh. Sự thất bại của hai bản tango số 1 và 2 là nguyên nhân cho người. Nhảy dù ra Bắc Việt mà tuyển lựa toàn bọn ham tiền, đần độn, thiếu tế nhị và suy tính, thì dù ném đến 100 đứa cũng không có lấy một hồi âm. Anh nói đúng. Tôi quên hỏi, anh định đặt tên cho chiến dịch là gì? Cơn Hồng Thủy. Cơn Hồng Thủy. Dạ đúng, và Nguyễn Thành Luân làm tư lệnh chiến dịch, kiêm chỉ huy trưởng tỉnh đoàn bảo an. Sắc lệnh ký chưa? Dạ rồi. Chừng nào hắn về đây? Dạ tuần tới. Thôi được, anh đi lo vụ tên bời đi. Dạ. Alo, anh Văn hả? Ừ, tôi đây. Vụ săn bắn dưới biển, tôi muốn mời một người khách tham dự được không? Ừ, anh cố mời ông ta. Và điều quan trọng là đừng cho biết tôi mời. Ừ, đúng. Như vậy đó. Ừ, tôi muốn dành cho ông ấy một sự ngạc nhiên. Bởi vì rằng tính tình phù hòa thận trọng của ông là hấp thụ ở thiếu tá Luân và thời gian ông lên xe cho thiếu tá. Đây là lệnh nhảy chót. Bảo vệ ông cuối là thiếu tá đợi ông dưới đất. Tôi về nhé. Một, hai, ba. Đưa anh sang Bắc Lào bằng trực thăng đến một trại biệt kích Mỹ. Sau đó máy bay sẽ chở anh và toàn đội ra Bắc. Hai trong số các anh sẽ nhảy xuống vùng Phủ Nho Quan, hai xuống vùng Phát Diệm. Anh là người nhảy cuối cùng xuống quê anh, Hải Hậu. Nếu anh bị phát hiện khi chạm đất, anh đừng nói gì cả, đợi khi họ áp giải về huyện hoặc tỉnh. Ở đó anh nói riêng với người có trách nhiệm cao nhất là anh xin gặp đại diện Bộ Nội vụ. Tất nhiên, mọi cái trên người anh sẽ bị tịch thu, kể cả vật đó. Không sao, anh báo với Bộ Nội vụ về vật đó.
Còn nếu không bị phát hiện thì anh tiếp xúc với bộ nội vụ như tôi đã dặn. Mọi việc sẽ như ý ông. Em về quê thì yên thân rồi, chỉ lo cho ông, cô Dung ở lại. Anh không thấy từ ngày làm đám cưới tới giờ chúng tôi sống rất vững vàng hay sao? Đành vậy, nhưng biết bao nguy hiểm. Khi điện đài của nhóm anh lên tiếng với bản tango số 3, cô Dung và tôi sẽ nâng cốc chúc mừng anh. Điều thú vị nhất là tình báo Mỹ cũng sẽ nâng cốc. Ông hãy coi chừng thằng trung sĩ lái xe cho ông. Theo em, nó không phải là người tốt. Tôi cũng đã chú ý tới cậu ta. Tôi sẽ đối phó. Tôi chỉ ngại anh ta làm quả cứng, gây khó khăn thêm. Luôn rất khôn ngoan, anh đừng lo. Chủ trước sau luôn luôn đặt dấu hỏi về anh ta, rằng là giao cho anh ta rộng quyền rửa. Tì cộng sản, không có gì tốt hơn bằng phương pháp cộng sản. Em suy tính rất kỹ, ngoài luôn ra, không còn ai cản đảng nội việc bình định vùng rừng này, ít nhất là hiện thời. Luôn sẽ thẳng tay về một số người từng có công lớn trước đây, nhưng nay là cả ngài về chính trị cho ta. Anh ta sẽ bỏ tù, thậm chí bắn vài tên, chẳng qua là quảng cáo dùng ta. Ta làm mạnh, số khá hoang mang. Còn luôn làm mạnh thì có đến 100 lỗi giải thích. Đằng nào cũng chỉ có lời cho ta thôi. Nói cho cùng, nếu cần luôn sẽ ra tòa với bạn lùng tội chặt chẽ. Không một luật sư nào biện hộ nổi một việc còng năm vùng, phá hoại chính sách quốc gia. Nguyễn Thành Luân sẽ chỉ huy hành quân ở Bình Dương. Thiếu tá thấy có gì không ổn không? Ở vùng đó chúng ta có mấy toán biệt kích và có cả đảng cướp rừng xanh nữa. Nếu Luân nhúng tay vào, tôi ngại người của chúng ta sẽ gặp khó khăn. Ông quá lo ông kia nè. Tôi có đủ tiền cho người của ông, tỉnh trưởng, quân trưởng, chỉ huy công danh vũ. Tuy vậy tôi vẫn ngại. Tốt hơn hết là thiếu tá nên gặp Luân và tùy tình hình mà đối phó. Được, ông yên tâm. Tiếc là lúc này ta mất liên lạc với A07. Mong anh Lục ra Bắc chót lọt thì A07 sẽ hỗ trợ cho anh. Có chỉ thị của A07, tất nhiên thành công lớn hơn. Nhưng không có thì ta cũng phải xoay. Theo ý em, giá mà hoạt động vũ trang cách mạng giảm xuống ở vùng chiến dịch sẽ có lợi cho anh. Sao lại giảm xuống? Trái lại trong vài tháng đầu phải đánh dồn dập và sau đó giảm lần. Em xem nhu tuyến xây ra thấp quá. Nhu đặt tên chiến dịch là Cơn Hồng Thủy. Nó muốn tràn ngập cả chiến khu ta đấy. Đúng, sẽ có một cơn hồng thủy. Vấn đề là ai tràn ngập ai. Tình hình khẩn trương, nhu linh cảm là tai họa sắp tới. Công việc của chúng ta do đó phải táo bạo một cách thận trọng. Không, theo em phải thận trọng một cách táo bạo. Thôi được, anh xin nhường bộ em. Ta đi ngủ, ngày mai em còn phải đưa anh ra sân bay. Săn bắn dưới biển chắc thích lắm. Rất tiếc là em không đi được, sếp mới của em khó lắm. Lần sau anh sẽ đưa em đi. Ngủ ngon nhé. Ta chia nhau, mỗi người một khu vực. Hẹn cả một giờ, gặp lại nhau ở đây.
Anh em, tới giờ rồi, ăn uống còn dài, mai ta lại tiếp. Đêm nay tụi mình đánh ấp 3, có hết thảy 12 căn nhà cần đánh. Trong 12 nhà, có 4 nhà lợp ngói đỏ, ta khảo của. Có 2 nhà có con đi tập kết, 2 nhà làm đơn thưa lính, 2 nhà có người bị giam ở khám Phú Lợi, và 2 nhà tình nghi tiếp tế cho Cộng sản. Tám nhà đó, anh em đánh cho la lết. Chừng nào tụi nó đi hết nổi thì thôi. Đốt chừng 3-4 nhà. Riêng đàn bà con gái, cho anh em trọn quyền. Ai thiếu súng cho biết. Nhắc lại, anh em chỉ xưng tên Đảng Rừng Xanh Phạm Văn Bời, không nói gì dính đến đồn này cả. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Ha ha ha!
Xuống trình diện thiếu tá. Cô Dung có dặn gì không? Anh ngồi đi. Cô biểu báo cho thiếu tá hay, ngày mai thiếu úy Lê Ngân sẽ cùng đi Đà Lạt với cô. Thiếu úy Ngân được nhận vào học trường võ bị Đà Lạt. Anh có biết cuộc họp của sở nghiên cứu chính trị ở Đà Lạt kéo dài bao nhiêu lâu không? Dạ không. Nhưng cô Dung có nói với em là cô sẽ vắng mặt ở Sài Gòn khoảng từ 1 tuần đến 10 ngày. Chừng nào anh về Sài Gòn? Cô Dung biểu em ở lại đây với thiếu tá. Alo. Vâng, tôi nghe đây. Cần Đỗ Bình Thành à? Được, tôi đến ngay. Đồng bào theo tôi lên đồn Bình Thạnh, tôi quyết sẽ làm sáng tỏ vụ này. Trung úy đồn trưởng cho tôi rõ, khi ấp 3 bị cướp, đồn bảo an này có biết không? Thưa thiếu tá, có biết. Và trung úy đồn trưởng đã áp dụng những biện pháp gì để cứu dân làng? Thưa thiếu tá, tôi đã... Trung úy nói văn tắc, đã làm gì? Dạ, dạ... Chẳng làm gì cả phải không? Trung úy giải thích cho tôi rõ, vì sao đồn thiếu 8 khẩu ga răng và ở ấp 3 thì đầy vết đạn loại súng này? Anh không giải thích được phải không? Như vậy là đã rõ. Thưa bà con cô bác, như vậy là cái đồn này có liên hệ mật thiết với đảng cướp rừng xanh của tỉnh Bời. Đơn vị bảo an này bị giải tán kể từ hôm nay. Tất cả vào quân lao để chờ thẩm tra. Mọi thiệt hại của bà con sẽ được bồi thường. Còn trung úy đồn trưởng, anh sẽ bị trừng phạt đích đáng. Thưa thiếu tá, dạ tôi... Dạ em chỉ thừa hành lệnh của cấp trên. Cấp trên nào? Dạ thưa thiếu tá, của ty công dân vụ Bình Dương. Anh nói láo. Ty công dân vụ nào lại ra lệnh cho anh làm chuyện như vậy? Dạ theo ty phổ biến, đó là lệnh của nha. Vô lý. Nhà công dân vụ mà lại dính dắp dân cướp à? Anh nói vậy thì quận trưởng, tỉnh trưởng cũng liên can với đám phạm văn bờ sao? Dạ đúng vậy, mà không riêng gì quận, tỉnh. Anh có bằng chứng về lời khai của mình không? Thưa không có giấy tờ, nhưng tại đồn này đại tá Trần Vĩnh Đắc với ông tỉnh trưởng và một ông trung tá mà em không biết tên
đã gặp Phạm Văn Bời. Họ đưa Phạm Văn Bời về Sài Gòn chơi và nghe đâu Phạm Văn Bời làm việc cho biệt kích Mỹ. Nghĩa là theo anh, đây là chủ trương của chính phủ. Em không dám đoán chắc, nhưng em nghĩ là chủ trương của cấp cao hơn tỉnh. Được rồi, tôi sẽ điều tra thêm. Nhưng dầu cho có thừa lệnh đi nữa, anh vẫn không thoát khỏi tội. Hãy chấp hành kỷ luật. Đại quý viên, bà con cô bác đã thấy, phải tự giữ gìn an ninh xóm ấp, không thể trông cậy vào ai hết. Tôi mong bà con cô bác từ nay biết giữ nhà cửa, sinh mạng, tài sản của mình. Chuẩn bị xe cho tôi đi Bình Dương. Tôi công tác, nghe rõ. Tôi tự giới thiệu, Trung tá Hoàng Đình Duyệt, nha công dân vụ. Xin mời Trung tá ngồi. Chắc thiếu tá biết tôi đến đây về việc gì? Thưa Trung tá, rất tiếc là tôi không thể làm vừa lòng quý nhà. Thiếu tá gây khó khăn cho chúng tôi để làm gì? Chúng tôi chỉ muốn mượn phạm nhân vài ngày. Một số việc nội bộ của nhà chúng tôi cần đến đi. Tôi không cố ý gây khó khăn cho quý nhà. Tiến triển của chiến dịch Bình Định hiện nay liên quan khá nhiều đến kết quả của cuộc thẩm vấn viên trung úy đồn trưởng đồn Bình Thạnh. Tôi có cảm giác thiếu tá đặt trọng tâm Bình Định nội bộ hơn là Bình Định cộng sản. Tôi không hiểu Trung tá muốn nói gì. Xét theo một nghĩa nào đó, vụ ấp 3 chưa hẳn đã là một vụ cướp. Vậy nói là vụ gì? Một cuộc hành quân à? Gọi như thiếu tá cũng không xa sự thật là bao nhiêu. Một cuộc hành quân hỗn hợp giữa bảo an và cướp, có đốt nhà, cướp của, giết người và hãm hiếp. Thiếu tá không biết hay không muốn biết, những gia đình mà thiếu tá chia sẻ đau đớn ấy toàn là bọn cộng sản. Tôi chưa từng đọc một sắc lệnh nào cho phép quân đội được quyền giết người, cướp của và hãm hiếp, dù cho đối với cộng sản chính cống, chứ không nói đến gia đình của họ. Đâu phải mọi hành động của quân đội đều nhất thiết theo pháp luật. Phải rồi, đảng cướp của Phạm Văn Bời lấy tên là Rừng Xanh, nên quân đội hành động theo luật rừng. Thiếu tá quá kiêu ngạo. Chắc thiếu tá cho rằng mình vững vàng khi dựa vào cái gốc của gia đình tổng thống. Thưa Trung tá, với tôi còn có cái gốc khác lớn hơn, đó là lương tâm. Thiếu tá thật ngây thơ. Lương tâm mà, của hiếm mấy lấy ở đâu ra? Đúng, không dễ gì tìm sự công bằng trong thời buổi mà cái bắt đầu có thể là cái kết thúc. Nhưng thưa Trung tá, ông có biết câu ngạn ngữ Pháp sau đây, l'exception confirme la règle, cái ngoại lệ khẳng định quy tắc. Tôi là ngoại lệ. Nếu muốn cho như vậy, tôi có quy tắc của tôi. Rất tiếc, cuộc nói chuyện của chúng ta chẳng đi tới đâu. Tôi xin kính thiếu tá và chúc thiếu tá thành công với quy tắc của mình. Một quy tắc mà... xin lỗi, tôi bắt chước thiếu tá dùng hình tượng chiếc bọt bất mãn bập bềnh trên mặt đại dương bất lực.
Dạo này anh chơi golf tiến bộ lắm. Anh đánh một trái nữa sang. Tôi có một nhận xét là người Việt Nam các anh rất thông minh. Khi đã định làm một cái gì, họ làm đến cùng và phải được. Tự nhiên việc đánh golf, từ không biết gì, bây giờ anh đã có thể đánh ngang với tôi, nếu tôi không muốn nói là hơn tôi. Và vì thế mà tôi đâm ra lo vụ Nguyễn Thành Luân với người của mình. Chúng ta hoàn định Việt Nam ra trên này phải không? Theo Trung tá, bây giờ mình phải hành động như thế nào? Anh đã gặp thiếu tá James Casey chưa? Và ý thiếu tá như thế nào? Thiếu tá James Casey cho Nguyễn Thành Luân đã hành động đúng. Ông ta còn chửi tôi để người của mình làm ăn không khéo. Thì bây giờ ráng chịu. Bảo Trung tá dự đến gặp tôi chiều nay, trước khi tôi về Vũng Tàu. Đến bây giờ thì tôi vẫn chưa biết Trung úy đồn trưởng đồn Bình Thạnh đã khai với Nguyễn Thành Luân những gì. Luân rất kín đáo và hình như y không sợ gì ai cả. Nếu Trung tá không để tôi mạnh tay thì sẽ nguy hiểm cho người của mình đó. Ông có chơi phong lan bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Tôi cũng nghĩ như vậy. Chơi phong lan là cả một nghệ thuật. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Ông đã hành động quá hấp tấp và không tính toán. Tôi đồng ý để ông làm mạnh, nhưng không nên coi thường Nguyễn Thành Luân. Và theo lời đại sứ Rena, thì cô Thủy Dung, vợ cô Luân, là một loại Paphiobetylum galanatii hiếm có đấy. Ông Duyệt, ông hãy cẩn thận. Thế nào? Tôi chưa rõ đại tá hỏi vấn đề gì. Không lẽ tôi đến đây để hỏi thiếu tá về giá gạo của Sài Gòn hay giá chứng khoán ở Hồng Kông? Về các loại giá cả đó, đại tá là một chuyên gia cờ lớn. Anh đừng có xỏ xiên. Tôi đến để xem anh làm ăn thế nào. Anh định trao cho du kích cộng sản ở Bình Dương bao nhiêu súng? Hóa ra đại tá quan tâm đến việc đó. Số súng mà các đội tự vệ có thể truyền tay cho du kích là bao nhiêu tôi chưa đoán ra. Nhưng số súng mà các cơ quan Bình Dương cho đại tá chỉ đạo khi còn làm tổng giám đốc cảnh sát và hiện nay chưa hết liên đới, đã trao cho cả du kích lẫn bọn cướp thì có con số. Đại tá muốn biết không? Tôi hỏi thiếu tá một câu. Khi thành lập các đội tự vệ xã ấp, thiếu tá đã xin ý kiến Sài Gòn chưa? Thưa đại tá, ông có cần đọc một lần nữa quyết định do tổng thống ký không? Tôi muốn nói đến ý kiến nơi khác, trên cả tổng thống kìa. Tôi nhớ trước đây đại tá một dân hai giả, tổng thống giám mục, ông cố vấn, bà cố vấn. Bây giờ thì sự thay đổi thái độ này phải chăng do đại tá nghĩ rằng chỉ cần che cái dù thì sẽ không đánh được? Anh cứ mà toan hót với ông Nhu, tôi nghĩ như vậy đó. Thưa đại tá, giống trước đây tôi với đại tá là chỗ quen biết. Vợ tôi từng tòng sự một thời gian dưới quyền đại tá. Tôi muốn sống phẳng. Việc đại tá mất chức tổng giám đốc cảnh sát và phải trở lại nghề cai ngục không liên quan gì đến tôi. Nếu không nói rằng tôi đã làm hết sức mình để giữ nguyên số hoa mai trên cầu vai của đại tá. Cái mà đại tá cần rút kinh nghiệm là nên chuyển ngân như thế nào cho kín đáo, làm gián điệp đôi như thế nào cho tinh vi, chứ không phải sừng sộ với tôi. Việc gì mà tôi phải đi toan hót với ông Nhu, tôi sẽ tiếp xúc thẳng với cái vụ. Chắc đại tá cho rằng giao thiệp với ông De Brown hay ông James Casey là đặc quyền của đại tá. Thôi mà thiếu tá, tôi lỡ nóng nói bậy, thiếu tá đừng chấp. Thiếu tá. Không, tôi gọi lính hầu mang nước giải khát cho chúng ta. Cho hai chai bia. Tôi bảo đảm với đại tá, lời khai của Trung úy đồng trưởng không có chữ nào dính tới đại tá cả. Cảm ơn thiếu tá, cảm ơn thiếu tá. Thưa thiếu tướng, mấy giờ chiều nay họp lại ạ? Chiều nay nghỉ. Cô Dung chuẩn bị các báo cáo cho buổi họp ngày mai nhé. Dạ, thiếu tướng có dặn gì nữa không? Không, cô Dung về cùng xe với tôi chứ. Dạ thôi, hôm nay tôi muốn đi bộ. Từ hôm lên Đà Lạt đến giờ chưa được dạo phố.
nào cô? Từ đây đến Hồ Thanh Thở bao nhiêu? Dạ thưa cô, cho 30. Đắt thế, 20 nhé. Dạ xin cô 25 đồng vậy. Đi đâu đó? Hồ Thanh Thở. Hành động như thế nào tùy ý, nhưng nếu có gì xảy ra thì coi như chúng tôi không có liên can gì đến. Tôi hiểu. Còn khoản kia, tôi đã chuyển vào trương mục của anh ở ngân hàng Pháp Á. Gọi điện thoại cho em hay là hàng từ Đà Lạt đã chuyển về an toàn. Vì em ở chơi với anh Kiên, anh phải đi ngay. Cứ như vậy mà thi hành. Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi thẳng tôi. Trung úy trưởng đồn Bình Thành có chịu khai thêm gì không? Chúng tôi vẫn giam cứu, chưa khai thác được gì thêm. Thưa thiếu tá, có đại úy Hùng, trưởng thi cảnh sát Đà Lạt xin gặp. Trưởng thi cảnh sát Đà Lạt? Thưa dân. Mời vào. Dạ. Thưa thiếu tá, tôi xin được nói chuyện riêng với thiếu tá. Mời đại úy vào đây. Không sao, đây là bộ tham mưu của tôi. Thưa thiếu tá, thiếu tướng tổng giám đốc ra lệnh cho tôi đích thân vào gặp thiếu tá. Nếu vậy chắc phải có vấn đề liên quan đến vợ tôi. Đại úy cứ nói. Thưa thiếu tá, cô Thị Dung, bà thiếu tá đã bị bắt cóc. Đại úy có thể cho biết chi tiết. Sáng ngày 22, khi không thấy bà thiếu tá đến họp, tôi gọi điện thoại về khách sạn Palace thì được biết bà thiếu tá đi đâu từ chiều hôm 21 và đã không về ngủ tại khách sạn đêm hôm đó. Lập tức lực lượng cảnh sát được huy động đi tìm. Chúng tôi đã đến các nơi bạn bè thân thích của bà thiếu tá, nhưng mọi người đều trả lời giống nhau là đã 2 hôm không thấy bà thiếu tá lại chơi. Tôi đến khách sạn Palace để kiểm tra thì người quản lý khách sạn cho biết chiều ngày 21 lúc 3 giờ thấy bà thiếu tá lên xe ngựa đi mà anh ta không biết là đi đâu. Ngay sau đó, chúng tôi tìm thấy chiếc xe ngựa bỏ không tại Hồ Thanh Thở. Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy người chủ chiếc xe ngựa bị trói, dứt trong rừng thông. Tại thì cảnh sát y khai là như thường lệ, sau khi ăn cơm trưa xong, y đánh xe đến khách sạn Palace
để đón khách du lịch. Nhưng trong lúc ngang qua khu đường thông thì bỗng có một chiếc xe Peugeot Cassandra màu đen chạy đến chặn đầu. Trên xe nhảy xuống hai người đàn ông, dùng súng uy hiếp, bắt y phải xuống, dùng dây trói, nhét dễ vô miệng, rồi quăng y vào đường thông. Bác có biết mặt hai tên đã trói bác không? Dạ không, nhưng tôi biết tên lái chiếc xe Peugeot đen. Hắn là năm trộm, trước đây vài năm. Hắn là một tên anh chị nổi tiếng ở Đập Lao. Lệnh truy nã tên năm trộm đã được đánh đi khắp nơi. Một tốp cảnh sát đặc biệt từ Sài Gòn lên đã bắt tay vào việc tìm kiếm bà thiếu tá. Thiếu tướng bảo tôi về tin cho thiếu tá hay và xin thiếu tá cho ý kiến. Chiều nay tôi sẽ trở lên Đà Lạt. Rất cảm ơn thiếu tướng và đại úy. Vụ này đến với tôi đột ngột quá. Đại úy cứ trở về Đà Lạt, có gì tôi sẽ báo cho tổng nha sau. Thiếu tướng dặn nếu thiếu tá cần lực lượng của tổng nha thì cứ việc sử dụng. Cho tôi gửi lời cảm ơn thiếu tướng. Chào thiếu tá, chào quý vị. Vụ này chắc do bàn tay của đại tá Trần Vĩnh Đắc. Không đâu, đại tá Đắc không dạy gì tự ném mình vào tù. Bàn tay của nha công dân vụ thì đúng hơn. Thiếu tá chứ nên quên, trung tá tỉnh trưởng Bình Dương hiện nay là phó giám đốc nha công dân vụ. Nếu đúng như tôi nghĩ thì không có gì nguy hiểm cho nhà tôi đâu. Có điều mình phải hành động gấp. Anh Bảy, anh biết gì về tên năm chồng không? Em chỉ biết nó bỏ đèo Blau đã 5 năm, về làm ăn ở Tân Vạn. Sau lên Thủ Thiêm thì bị hai néo chém rồi biệt tích luôn. Thiếu tá để em về Sài Gòn, em tin sẽ tìm ra nó. Tìm được thằng này thì mình có hy vọng biết nơi giam của Dung. Anh đi ngay đi, chúng ta tự hành động lấy, không nên để cảnh sát dính vào. Thiếu tá ra lệnh cho các đơn vị. Alo. Đúng, bộ chỉ huy chiến dịch đây. Xin lỗi, ông ở đâu gọi? Thưa thiếu tá, có một người đàn ông muốn nói chuyện với thiếu tá và nhất định không chịu xưng tên. Alo, tôi, thiếu tá luôn đây. Như tôi đoán, thế nào ông cũng gọi điện thoại cho tôi. Đúng, tôi chờ ông từ lâu, không phải vì lo cho số phận của vợ tôi. Dù tôi rất yêu vợ, tôi lo là những trò trẻ con của các ông đưa cả chế độ chúng ta xuống hố. Tôi vẫn nghe, mặc dù ông xưng danh là đảng cướp rừng xanh, tôi thừa biết ông là ai. Ông ra lệnh cho tôi chuyển hướng chiến dịch và thả tên trung úy trưởng đồn Bình Thạnh à? Thương lượng chứ không phải ra lệnh. Được, nhưng trước khi thương lượng, tôi muốn được nghe tiếng nói của vợ tôi. Và tôi chỉ thương lượng trực tiếp với Phạm Nhân Bời, không qua trung gian. Được, tôi đợi các ông. Đêm nay thu sáng cùng heo máy. Đêm nay sương lam mờ chân mây, thuyền ai lơ lửng trôi xuôi dòng, như nhớ thương ai trùng tơ lòng. Trong cây hơi thu anh Bởi, thằng Nam Chồng vừa về nhà con lễ chờ vờ. Em để thằng Lem và thằng Chín ở lại canh về bó cho anh Bởi hay. À.
Mày có chịu khai không? Chúng mày giống cô Dung ở đâu? Hả? Mày không khai, tao sẽ lóc từng miếng thịt trên mặt mày. Em sẽ khai, em sẽ khai. Thiếu tá đã truyền lệnh đi chưa? Dạ rồi, tất cả các đơn vị đều rõ, không được nổ súng cho đến khi có lệnh của thiếu tá. Gọi bọn cướp một lần nữa. Bộ tư lệnh hành quân ra lệnh cho nhóm cướp đang trốn trong nhà ra trình diện, sẽ được hưởng khoan hồng nếu tuân theo lệnh mà không có bất kỳ một kháng cự nào. Thưa thiếu tá, có anh Hải trưởng toán nhân dân tiền vệ F3 xin gặp thiếu tá. Cho vào. Có thể thằng Năm Chồng khai láo không? Đó chỉ là một căn nhà quan. Lúc đó nó sợ hãi thật sự, em chắc nó không dám đâu. Thưa bà, thiếu tá Luân và lính của ông ta đã bao vây chúng tôi, nghĩa là cuộc thương lượng đã thất bại. Chúng tôi buộc phải xử trí với bà không như là một con tin nữa, mà như là một tội phạm. Ông định làm gì? Bắn tôi à? Tôi nghĩ là ông không dám. Sở dĩ chồng tôi chưa cho lệnh nổ súng là vì trong này còn có tôi. Số phận các ông coi như đã được quyết định. Các ông thoát bằng cách nào? Bất kể các ông nấp dưới một quyền lực che chở nào, khi tôi là cái xác, tất cả các ông chắc chắn cũng phải vĩnh viễn nằm trong ngôi nhà hoang này. Một thằng định bò lên, tiếc lẹ bắn hụt. Như vậy là bọn cướp đang ở trọng, thiếu tá cho lần tấn công. Không được. Nếu tấn công ồ ạt, có thể gây nguy hiểm cho cô Dung. Cuộc bao vây căn nhà này là để áp đảo tinh thần bọn cướp. Tôi không có ý định dùng tính mạng binh sĩ để giải thoát vợ tôi. Thiếu tá thay tôi ở đây điều động cuộc bao vây, tôi sẽ lên trên đó với trung sĩ Phan. Không biết trong ngôi nhà kia có bao nhiêu tên cướp, tôi đề nghị để đại quý viên thay tôi. Tôi xin phép được đi cùng thiếu tá. Tôi rất xúc động, nhưng tôi nghĩ càng ít người càng dễ xoay sở. Thiếu tá hãy chấp hành lệnh. Tôi không ở trong quân đội, tôi xin được phép đi cùng thiếu tá. Bọn cướp rừng xanh có nợ máu với dân ấp ba của chúng tôi. Tôi đồng ý. Thưa thiếu tá, trở ra quốc lộ, rẽ tay trái khoảng 300 thước, có con đường đất đỏ chạy thẳng đến chân đồi. Có thể bị phát hiện không? Suốt đoạn đường đó đều có cây cao su che kín, em vừa đi đường vừa nhìn lên mà không thể thấy được ngôi nhà trên đồi. Vậy từ chân đồi lên? Em lên gần đến đỉnh đồi mới thấy được ngôi nhà. Em không dám lên nữa, vì sợ chúng phát hiện. Có nghĩa là xe tôi lên đến chỗ chú nói mới bị chúng phát hiện. Dạ đúng. Khoảng cách từ chỗ chú nói đến ngôi nhà là bao nhiêu thước? Dạ, khoảng 100 thước. Thiếu tá có thấy gì khác lạ không? Thiếu tá muốn nói tại sao suốt quãng đường từ chân đồi lên không một tên trong bọn chúng canh gác. Có hai giả thuyết. Một là bọn chúng ít người, vì nơi đây
không phải là xào huyệt của bọn chúng, mà chỉ là nơi chúng tạm giữ bà thiếu tá để làm con tin. Chúng không ngờ ta có thể tìm ra nơi này một cách nhanh chóng như vậy. Hai, đó có thể là một cái bẫy. Thiếu tá đã nghĩ đúng như tôi. Anh Hải, theo tôi. Dạ. Thiếu tá. Sa theo tôi. Thưa thiếu tá, nếu ở vào trường hợp thứ hai, tôi được phép nổ súng và tiến lên chứ? Được. Xin lỗi, tôi đành phải trói bà thiếu tá vậy. Trong bà và quân lính sắp tấn công lên, tôi cần phải rảnh tay để đối phó. Anh hai, tụi lông quá, mà mình có 7 người, anh tính sao? Mày sợ hả? Tụi nó đông, nhưng chỉ có con đường duy nhất để lên đây. Thằng nào lên, mình tía thằng đó. Nghe đây, nghe đây. Lực lượng tự vệ ấp 3 đã tiêu diệt bọn cướp rừng xanh và dẹp tan xào huyệt của chúng. Phạm Văn Mời và những tên còn lại hãy ra đầu hàng sẽ được hưởng khoan hồng. Anh hai, cô tiến xe đang lên. Thằng Tư, thằng Sôi xuống dưới. Thấy tụi nó là bắn hạ ngay. Trung sĩ Phan ra sao ngồi để tôi cầm lái. Xe tụi nó lên tới chưa? Chưa thấy anh hai, mà không nghe tiếng xe nữa. Chắc tụi nó định bò lên. Bò lên là kể như bỏ mạng tụi em. Tụi mày yên chí, có bà thiếu tá trong này, tụi nó không dám bắn thẳng vô đây đâu. Tôi nhắc lại, không bắn loạn xạ, chỉ bắn khi thấy rõ mục tiêu. Nghe rõ. Nằm xuống. Tôi sẽ phóng thật nhanh, chuẩn bị nhảy xuống khi tôi quay ngang xe. Nghe rõ. Chính, mày thấy rõ tụi nó không? Có mấy đứa? Không thấy thằng nào hết, để tao coi. Chúng ta sẽ bắn một băng đạn vào con đường trước cửa garage. Anh Hải và tôi sẽ tiến lên như đã bàn hồi nãy. Phan và Sa ở đây bắn yểm trợ khi thấy tụi nó xuất hiện. Tất cả chuẩn bị. Sa. Mày thấy gì không Tư? Không thấy gì hết anh hai. Phía mày báo. Không thấy thằng nào hết. Như vậy là tụi nó chỉ lên đây có mấy thằng. Tư, xuống yểm trợ cho bọn thằng Sồi. Báo, mày đến trận ở cầu thang. Thằng Sồi đi rồi. Một thằng chạy về lúc kia.
Mày dòng ra sao? Tao canh thằng này. Anh Phan ở đây, tôi vào yểm trợ thiếu tá. Sao chú không tuân lệnh tôi? Thấy thiếu tá vô lâu quá em sốt ruột. Bị thương nặng không? Không sao cả, em chỉ bị trúng ở tay. Chắc anh Hải tấn công mặt sao? Chú ở đây. Anh Hai, có một thằng đã vô được bên trong. Chắc bọn thằng sồ bị hết rồi. Đừng để nó lên, bên này cũng có một thằng. Anh Luân, coi chừng phía sau anh. Anh Luân. Chắc bà thiếu tá không ngờ là súng của thằng Báo đã hết đạn. Cửa cả buổi không ai trả lời. Tôi tưởng chúng ta ngủ, định vào để tặng quà.
không ngờ làm phiền ông bà trung tá. Ông bà trung tá? Chả lẽ thiếu tá chưa biết mình được thăng cấp? Có lẽ thủ tục giấy tờ đi hơi chậm. Tôi đến chúc mừng và nhân tiện biểu trung tá một món quà. Chắc chúng ta sẽ thích thú vô cùng. Chúng ta cứ mở ra xem. Chúng ta cho máy chạy đi. Bàn tango số 3. Đúng, bàn tango số 3. Biết chúng ta không có thời giờ theo dõi, nên tôi đã cho thu lại khi đến đài của nhóm biệt kích ở miền Bắc lên tiếng. Và như vậy là chúng ta đã thành công. Đúng, chúng ta đã thành công.